Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Mìn Tập Lục. Ngày hôm nay, tiệm giặt ủi Bá Hỷ sẽ giới thiệu cho các bạn lợi ích không ngờ từ máy sấy quần áo. Từ hơn 15 năm trước, tiệm giặt ủi Bá Hỷ cũng đã tự trang bị máy sấy cho cơ sở giặt ủi của mình. Với chiếc máy sấy ngày trước giá đắt gấp 3 lần giá trị ngày hôm nay. Tuy nhiên, nhận thấy được lợi ích của chiếc máy sấy không chỉ để làm khô quần áo, mà đặc biệt hơn nữa, chiếc máy sấy có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian trong công việc giặt ủi và để dành thời gian cho những công việc khác thường ngày. Giá trị chiếc máy sấy ngày hôm nay cũng đã rất là rẻ, chỉ tầm khoảng 10 triệu là đã có được một chiếc máy sấy nhãn hiệu của quốc tế. Việc sử dụng máy sấy cũng rất là đơn giản. Từ những ngày đầu khi trang bị những chiếc máy sấy đầu tiên, tiệm giặt ủi Bá Hỷ chỉ tìm được những chiếc máy sấy du nhập vào Việt Nam ở dạng là sử dụng bằng ga chứ không sử dụng điện như ngày hôm nay. Công nghệ đã phát triển và sử dụng điện ngày nay rất là thuận tiện. Máy sấy luôn làm cho quần áo chúng ta khô nhanh và đặc biệt là không làm hư quần áo khi chúng ta biết cách sử dụng nó. Quần áo được bỏ vô máy sấy với lượng vừa phải, vẫn còn để chỗ trống cho quần áo đảo chiều và cũng như hơi nóng và quạt thổi có thể thổi sạch tất cả các hơi nước và những bụi vải đi ra ngoài. Các bạn cứ an tâm, những bụi vải sẽ được giữ lại ở trong một cái lưới lọc nằm trong cái máy sấy. Tí xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem cái lưới lọc đó hoạt động như thế nào. Các bạn có biết là quần áo sau khi được giặt giũ sạch và được sấy qua máy sấy, ngoài cái công năng của máy sấy là làm khô quần áo, thì chiếc máy sấy còn có một tác dụng các bạn có thể là chưa biết hoặc là biết rồi nhưng mà cũng không nghĩ nó quan trọng đến như vậy. Đó là quần áo được sấy nóng và được diệt khuẩn và diệt tất cả các loại vi khuẩn và vi trùng ở nhiệt độ khoảng từ 100 độ C đổ lại, thì coi như là một phần nào đó trên quần áo chúng ta, những cái nguy cơ để mà gây bệnh, những cái mầm bệnh còn tồn tại trong quần áo thì cũng đã một phần nào đó được triệt tiêu bởi chiếc máy sấy. Nhiều người cho rằng sử dụng máy sấy rất là tốn điện. Vâng, máy sấy có công suất trung bình khoảng độ là 2.000 W một giờ, tức là có nghĩa là một giờ có thể tiêu thụ hết 2 kW điện, tương đương khoảng độ từ 8 cho đến 10.000 đồng. Nhưng bù lại nó đã tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều thời gian, từ những cái khâu chẳng hạn như là treo, phơi, rồi canh nắng, canh mưa, vân vân. Và đặc biệt chúng ta phơi ngoài nắng, chúng ta không có loại trừ được hết những cái mầm bệnh có trong quần áo. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái lưới lọc giữ lại những cái bụi vải như thế nào. Tất cả các bụi vải dơ trong quần áo của mình sau khi sấy qua chế độ hơi nóng và sấy khô thì những cái bụi vải sẽ được giữ lại trong cái lưới lọc này. Đó, các bạn thấy không? Những cái quần áo của mình mặc hàng ngày thì cứ một mẻ mà để sấy quần áo thì một phần bụi dơ sẽ được giữ lại và nó nhiều đến như vậy. Thì thử hỏi nếu chúng ta không có máy sấy, chúng ta chỉ phơi bình thường thôi thì những cái chất bụi còn dính lại trên quần áo chúng ta mặc vào thì đôi khi hít phải những cái bụi vải này và đôi khi là cái quần áo của mình nó cũng còn những cái vết bụi ở trên đó, nó cũng không đẹp cái bề mặt. Thì tùy cái loại máy, có thể là cái khe hút bụi nằm ở phía trước và có thể là cái lưới hút bụi lại nằm phía bên trên thân trên. Đối với những cái máy lớn như vậy, cái máy sấy 20kg này thì rõ ràng là cái lưới lọc sẽ rất là lớn. Đôi khi những cái bụi dơ qua một lần sấy, các bạn biết không, nó bám đầy hết cả một cái lưới dài. Cái lưới của cái máy Whirlpool này là 20kg đó, thì cái lưới nó có chiều dài khoảng gần 50cm, nó bám đầy hết bụi luôn, thì chứng tỏ cho chúng ta thấy là quần áo chúng ta tồn tại rất là nhiều bụi vải, vừa do vải tự bào mòn ra và cũng vừa do những cái tác nhân ở bên ngoài. Khi chúng ta mặc đi ra đường thì chúng ta hứng hết những cái bụi vào trong quần áo của mình.
Cho nên các bạn nên sắm một cái máy sấy, hoặc nếu không có thì cứ đem quần áo tới tiệm giặt ủi Bá Hỷ của mình để mình giặt và xử lý qua máy sấy cho các bạn. Tại tiệm giặt ủi Bá Hỷ của mình thì mình sử dụng cũng vài loại máy sấy, nhưng mà tụ chung là sấy có nhiều chức năng: sấy nóng, nóng vừa và nóng ít, thì tùy theo từng loại vải. Đối với những loại vải cô tông, kaki có thể là mình sấy ở nhiệt cao. Đối với những loại vải cần có sự chăm sóc, chẳng hạn như là linen hay là những cái loại vải có tính chất ni lông, thì mình sấy ở chế độ vừa hoặc là thổi gió. Đối với những cái loại vải chẳng hạn như là lụa hoặc là tơ tằm, mình vẫn có thể sử dụng được máy sấy nha các bạn, nhưng mình sấy ở cái chế độ là delicate, tức là cái chế độ mà chăm sóc, tức là lòng xoáy quay với tốc độ chậm lại, cái độ xoáy nó nhẹ nhàng hơn, và cũng như cái lượng nhiệt là hầu như là chỉ hơi ấm thôi chứ hoàn toàn không có lượng nhiệt cao. Đó, các bạn thấy không? Delicate là để dành cho những cái loại đồ mà đòi hỏi chăm sóc bề mặt cao, như là lụa, là gấm, bóc, đồ các cái. Còn những cái loại mà quần áo jean kaki thì có thể là bạn sử dụng cái chế độ là boost, tức là ở cái mức độ boost đó thì là cái nhiệt độ nó sẽ được đẩy lên cao nhất, hoặc là low heat là cho cái chế độ là nhiệt trung bình, hoặc là air ironing thì nó là dùng cho cái chế độ là thổi hơi gió là chính, và cái hơi nhiệt chỉ hơi ấm ấm thôi các bạn. Thì đó, những cái máy sấy mà đang có tại tiệm giặt ủi của mình thì mình vận dụng hết những cái chức năng của nó để chăm sóc cho từng chiếc áo hay cái quần của các bạn đem tới. Nếu tất cả các bạn có nhu cầu về giặt và sấy, xin nhớ đến tiệm giặt ủi Bá Hỷ, 248 Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 3894 1964. 3894 1964. Xin chân thành cảm ơn.